Ngọc Sơn lên tiếng về những điệu nhảy gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ngọc Sơn được biết đến là nghệ sĩ tạo nên trào lưu kết hợp điệu nhảy popping trong những phần trình diễn của mình. Mỗi clip nhảy của anh trên TikTok đều thu hút từ hàng trăm nghìn tới hàng triệu lượt xem. Cũng vì thế mà nam ca sĩ nhận về những ý kiến trái chiều. Đa số dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sức khỏe của Ngọc Sơn ở tuổi U60 khi vừa nhảy vừa hát mà không bị hụt hơi. Một số ý kiến khác lại cho rằng, thay vì thể hiện sự dẻo dai qua chuyển động cơ thể, Ngọc Sơn nhảy cứng như robot, có đôi khi điệu nhảy đó không phù hợp với bài hát. Xem clip nào cũng thấy Ngọc Sơn nhảy, thấy anh ba nhảy mà mệt dùng, cứ sơ hở là nhảy, tôi lại thích xem ông ấy nhảy, rất giải trí. Bài nhảy không liên quan bài hát, chưa nói tới nhảy đẹp hay không, mà thấy kỳ lắm, cây cầu dừa mà nhảy điệu Michael Jackson, bó tay. Là một số bình luận của khán giả. Về điều này, Ngọc Sơn bày tỏ anh cảm thấy bình thường trước ý kiến khen chê của dân mạng. Trong hậu trường chương trình Tỏa Sáng Sao Đôi, ca sĩ sinh năm 1968 khẳng định không sao cả. Tất cả đều vui nhưng khán giả phải công nhận một điều rằng Ngọc Sơn có những độc chiêu riêng mới là Ngọc Sơn. Giọng ca trữ tình chia sẻ thêm, để có được chất riêng đó, anh đã phải bỏ thời gian và công sức tìm hiểu, nghiên cứu về tất cả các điệu nhảy trên thế giới. Vì thế, những động tác nhảy của nam danh ca trên sân khấu được giới chuyên môn nhận xét luôn có sự uyển chuyển, mượt mà và lôi cuốn nhất định. Ngọc Sơn kể lại lần anh trình diễn ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Lúc ấy, nam ca sĩ vừa nhảy vừa hát nên bị hụt hơi vì không kiểm soát được hơi thở. Tôi thở như vậy mà các khách mời Nhật Bản vẫn thấy được điều bí ẩn trong điệu nhảy của tôi. Cũng là những động tác như người khác nhảy thôi nhưng lại ẩn chứa sự đặc biệt trong đó, anh nói. Từ đó, sao nam kết hợp những điệu nhảy đặc trưng vào các bài hát để đem lại sự mới lạ cho khán giả. Đừng quên theo dõi New 24 giờ giải trí để cập nhật những thông tin mới nhất.